quán tưởng thân tướng Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Khi quán tưởng Đại Thế Chí Bồ Tát, thân lượng nhỏ lớn của vị Bồ Tát này đều đồng như quán Thế Âm Bồ Tát, ánh sáng toàn thân, màu vàng tím chiếu thập phương quốc độ. Vì thế ánh sáng mỗi lỗ chân lông của Bồ Tát này liền thấy quang minh tịnh diệu vô lượng chư Phật mười phương. Vì vậy nên đặt hiệu Bồ Tát này là Vô Biên Quang, dùng ánh sáng trí huệ chiếu khắp tất cả, khiến lìa tam đồ được vô thượng lực, nên Bồ Tát này có tên là Đại Thế Chí. Thiên quang của Đại Thế Chí Bồ Tát có 500 hoa bảo, tướng rộng dài, quốc độ thanh tịnh, di diệu chư Phật mười phương đều hiện rõ. Nhục kế trên đỉnh như hoa bát đầu ma, nhục kế có một bình báu đựng các ánh sáng. Lúc Đại Thế Chí Bồ Tát đi, hết thảy thập phương thế giới đều chấn động. Ngay chỗ đất rung động, có hoa báo tràn nghiệm như là cực lạc thế giới. Lúc Bồ Tát này ngồi, quốc độ thất bảo đồng thời dao động. Vô lượng vô số phân thân của Tây Phương Tam Thánh, hết thảy đều dân tập cực lạc thế giới. Quán như thế gọi là quán kiến Đại Thế Chí Bồ Tát. Đây là quán Đại Thế Chí sắc thân tướng. Quán được như thế thời sẽ diệt trừ vô số kiếp A Tăng Kỳ nghiệp tội sanh tử. Người tu quán này chẳng còn ở bào thai, và thường du hành đến các cõi nước tịnh diệu của chư Phật. Chỉ trong khoảnh khắc phụng sự chư Phật khắp thập phương thế giới, lần lượt được thọ ký trước chư Phật, thì chứng đắc vô lượng trăm ngàn pháp môn Đà La Ni. Đây gọi là thượng phẩm thượng sanh.